And they're going to find. Humanity International, and we are just very grateful to be here, and thank you for the work of the government and all the corporations here. We're able to serve 32 families and provide housing. Project's doing very well. All of the volunteers are happy. The key thing is we want people to be safe and productive, and this has been a one relationship with the government and the community here and the corporations, and we hope that this will just be the start of a wonderful relationship so more and more families can be served in the country of Vietnam. Đây là một dự án toàn cầu để giúp những người nghèo khó khăn. Đây là một công việc rất là tốt về nói chung là muốn Van Ba muốn gửi đến cộng đồng hãy vì người nghèo để chúng ta làm điều gì đó tốt đẹp cho thế giới. Van Ba có trên rất là nhiều nước trên thế giới, và tất cả những nước habitat đến đâu để làm cho công trình cho người nghèo thì Van Ba đều hỗ trợ. Đây là một sự đóng góp của Van Ba với cộng đồng xã hội. They have. Like the one they were cutting.